Xin chào các bác, em là Hà ở bên Đồ Đồng Mỹ Nghệ. Hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem về bộ ngai chén, ngai ấm chén của bên em nha các bác. Ở đây thì ấm thì sẽ là đựng rượu, đựng nước. Và ngai thì sẽ là đựng các cái chén để đựng rượu nha các bác. Rượu đựng nước đấy ạ, tùy theo phong tục của mỗi nơi và mỗi thành tâm của gia chủ. Thì khi dâng lên thì chúng ta sẽ thể hiện được cái lòng kính hiếu của con cháu dâng lên cho gia chủ nha các bác. Đây có nhiều bác thì có nhiều địa phương khác nhau thì sẽ là để 3 chén hoặc là 5 chén. Thì tùy theo phong tục của mỗi người, tùy theo cái lòng thành tâm của mình thì các bác dâng lên cho gia tiên, làm sao cho có thành tâm của mình là được. Thì bác nào mà quan tâm muốn sở hữu cái bộ ấm ngai ấm chén này để dâng lên gia tiên nhà mình thì có thể là để lại thông tin ở phía dưới hoặc gọi trực tiếp vào hotline là 0963 378 563 thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Ở đây thì màu này thì sẽ là màu hun nâu giả cổ nha các bác. Chất liệu đồng vàng và ngai thì sẽ là 30cm đấy ạ. Đấy thì bác nào quan tâm thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là để lại thông tin ở phía dưới thì để em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.